Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2022. Thanh Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có phải Trung Quốc vừa xảy ra một cuộc đảo chính quân sự và Tập Cận Bình thì đang mất tích, các chuyến bay bị hủy bỏ? Trước đại hội chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng này và khi các nhà chức trách ở Trung Quốc công bố một loạt các bản án cấp cao đối với những quan chức hàng đầu trong chế độ Cộng sản Trung Quốc. Những tin đồn đã lan tràn trên các trang mạng xã hội trong những ngày gần đây về loạt hoạt động ở Trung Quốc và các báo cáo không có cơ sở cho thấy một cuộc đảo chính quân sự chống lại Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuối tuần qua, một số tài khoản Twitter với hàng nghìn người theo dõi đã chia sẻ những tin đồn chưa được xác thực rằng vị chủ tịch đang bị quản thúc tại gia sau khi bị cách chức như là một người đứng đầu quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Điều này chưa được xác nhận bởi bất kỳ nguồn chính thức hoặc là phương tiện truyền thông nhà nước nào. Ở xứ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta cũng có thể biết được rằng đó là một xứ độc tài, cũng như là xứ Cộng sản Trung Quốc cũng vậy, là một xứ độc tài, và tất cả những tin tức nội chính trong Trung ương Đảng Cộng sản của hai nước này đều bó hẹp và chỉ có những người ở trong Bộ Chính trị mới có thể biết được. Sau khi đưa tin ông Tập Cận Bình bị đảo chính đưa lên mấy ngày nay thì rất nhiều người vào bình luận trên các kênh YouTube của Thanh Hoàng rằng mày nói phét, nói láo, không có bằng chứng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, từ trước đến giờ Thanh Hoàng đưa tin ra hoàn toàn là những tin được tuồn ra từ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chúng tôi dựa vào những trang báo của những trang của người Trung Quốc ở nước ngoài để mà đưa tin. Thưa quý vị và các bạn, ai làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đưa đến cho quý vị và các bạn cách trước ngày đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 tới nửa tháng và chính xác tới 100%. Thì đó là tin gì? Và quý vị và các bạn cứ nhắn tin, cứ bình luận vào và nói là thế này thế kia. Nếu như quý vị không muốn xem thì quý vị có thể bỏ qua và đi tìm những kênh VTV của Đài Truyền hình Việt Nam mà xem. Và điều đó không ai ép buộc quý vị phải xem kênh của chúng tôi cả. Còn những ai tin tưởng kênh của chúng tôi, xin cảm ơn rất nhiều vì những điều đó. Và những tin này hoàn toàn chúng tôi có được nhờ vào chính Bộ Chính trị Trung ương ở trong tứ trụ họ tuồn ra cho chúng tôi, chứ không phải là tin tự nhiên mà chúng tôi có được. Bởi vì ở xứ Cộng sản Việt Nam, báo chí không được phép đưa tin trung thực về tất cả những gì mà liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ được phép tuyên truyền và xấu thì che và đẹp thì khoe ra, chứ không bao giờ có chuyện là thông tin truyền thông tự do bao giờ cả. Vì lẽ đó mà nếu như ai không muốn xem thì có thể bỏ qua và không cần phải nặng lời quá. Ai tin hay không là tùy. Thời gian tôi đưa tin ở đây không phải là câu view, câu like như các bạn đã kích chúng tôi. Bằng chứng được trích dẫn trực tuyến bao gồm có đoạn phim được cho là có một đoàn xe quân sự mà theo thông tin trong đó thì nó dài tới 80 km đang tiến vào thủ đô Bắc Kinh, và với các báo cáo về việc hủy chuyến bay hàng loạt càng làm tăng thêm sự suy đoán. Vì vậy, chúng ta thực sự biết chắc chắn được điều gì? Tin đồn bắt đầu xuất hiện trên các trang mạng xã hội sau khi Tập Cận Bình xuất hiện gần đây tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO gồm có 8 quốc gia. Vào ngày 24 tháng 9, chính trị gia Ấn Độ Subramanian Swamy đã tweet cho hàng triệu người theo dõi của mình rằng tin đồn mới cần được kiểm tra và có phải Tập Cận Bình đang bị quản thúc tại Bắc Kinh hay là không. Khi mà Tập ở Samarkand gần đây thì các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đã loại Tập Cận Bình ra khỏi quân ủy trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sau đó bị quản thúc tại gia. Jennifer Zheng, một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc với hơn 206.000 người theo dõi trên Twitter, đã đăng một đoạn video cho thấy một đoàn xe quân sự dài 80 km của PLA đang hướng đến thủ đô Bắc Kinh. Trong khi đó có tin đồn rằng Tập Cận Bình bị quản thúc tại gia sau khi các lão thành cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã loại bỏ ông ta ra khỏi vị trí đứng đầu của Quân đội Nhân dân Trung Quốc PLA, bà viết trên Twitter. Đoạn video đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội bao gồm cả Gordon Chang, tác giả cuốn sách The Coming Collapse of China.
Đoạn video về các phương tiện quân sự di chuyển tới Bắc Kinh được đưa ra ngay sau khi 59% các chuyến bay ở nước này bị dừng hoạt động và các quan chức cấp cao bị bắt giam, ông viết trên Twitter. Có rất nhiều khói, có nghĩa là có đám cháy ở đâu đó ở bên trong CCP, Đảng Cộng sản Trung Quốc, và Trung Quốc không ổn định. Các bình luận cũng xuất hiện xung quanh các báo về việc hủy chuyến bay, bao gồm có cả từ Sauraja, một tác giả nhà bình luận từ Ấn Độ về các vấn đề địa chiến lược. Mối quan tâm trực tiếp tới chúng tôi ở đây, Ấn Độ, nhiều chuyến bay đến Lhasa, Gonga cũng đang bị hủy và chúng tôi phải xem liệu có sự gia tăng lưu lượng hàng không quân sự qua cao nguyên Tây Tạng hay là không, ông viết trên Twitter. Sự thật thì những gì chúng ta biết và những gì các chuyên gia nói. Một số chuyên gia ở nước ngoài cùng với các nhà báo đóng tại thủ đô Bắc Kinh đã bác bỏ phần lớn những tin đồn trên các trang mạng xã hội. Và chuyên gia về Trung Quốc Adil Bra cho biết nhiều khả năng ông Tập Cận Bình bị cách ly sau khi trở về từ SCO. Không có cuộc đảo chính nào, có vẻ như là rất nhiều Asmeria phương tiện truyền thông thay thế ở Ấn Độ đã đưa tin đồn, ông viết trên Twitter. Ông cũng chia sẻ một ảnh chụp màn hình từ trang web chuyên theo dõi chuyến bay Flightradar24 và biết rằng không có chuyến bay nào bị hủy ở bất kỳ đâu. Hãy nhìn vào số lượng chuyến bay đến và ra khỏi Trung Quốc. Rieu Thompson, một học giả và là một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ, cho biết trên Twitter rằng tin đồn về vụ bắt giữ ông Tập Cận Bình không nên tự động bị bác bỏ bởi vì đây là một thời điểm chính trị nhạy cảm ở Trung Quốc và rằng sự lan truyền của tin đồn cho thấy niềm tin vào tính hợp lý của nó. Một cuộc đảo chính chống lại Tập Cận Bình luôn có thể xảy ra và những tin đồn lan truyền ngày hôm nay nghe có vẻ không bình thường, và ông viết trong một tweet sau đó. Đó có thể là suy nghĩ viển vông của một số người và đó có thể là cơn rùng mình của thuật toán Twitter, nhưng với tôi thì điều đó nghe có vẻ không đúng và không phải ở thời điểm này. Tương lai của Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo Trung Quốc là gì? Những tin đồn chưa được xác minh xuất hiện trước cuộc đại hội chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào ngày 16 tháng 10 này và nơi mà Tập Cận Bình dự kiến sẽ đảm bảo có nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có. Vào Chủ nhật vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu tất cả các đại biểu tham dự đại hội và điều này cũng sẽ chứng kiến sự xáo trộn nhân sự trong cơ quan ra quyết định đầy quyền lực của Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị gồm có 25 thành viên. Mỗi đơn vị bầu cử trên cả nước đã triệu tập đại hội đảng hoặc là cuộc họp đại diện cho đảng và bầu 2.296 đại biểu dự đại hội đảng lần thứ 20. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, ngoài điều lệ đảng ra thì các đại biểu phải tuân thủ tư tưởng chính trị của Tập Cận Bình, theo CCTV. Trong khi đó, một cựu quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc phải đối mặt với án tù chung thân sau khi một tòa án hôm thứ Sáu tuyên án tử hình ông ta vì tội nhận hối lộ và các tội danh khác, làm tăng thêm các loạt các bản án tham nhũng trong những ngày gần đây. Các nhà chức trách Trung Quốc đã công bố một loạt bản án đối với các cấp cao trong tuần này khi mà một chiến dịch đại hội diệt ruồi gia tăng động lực cho cuộc họp chính trị vào giữa tháng 10 này. Hơn 1 triệu quan chức đã bị trừng phạt trong chiến dịch này và các nhà phê bình cho rằng nó cũng là một phương tiện để cho ông Tập Cận Bình lật đổ những kẻ thù chính trị của ông ta. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên Twitter trong bối cảnh các báo cáo không có cơ sở chứng minh rằng ông đang bị quản thúc tại gia và rằng Trung Quốc đang diễn ra một cuộc đảo chính quân sự. Ông Tập và cụm từ China Cook đã trở thành xu hướng tìm kiếm nóng trên các trang mạng xã hội và sau khi hàng chục nghìn người dùng lan truyền những tin đồn chưa được xác thực rằng chủ tịch đã bị quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc bắt giữ và lật đổ. Suy đoán này chưa được thảo luận bởi bất kỳ nguồn uy tín nào và đã xuất hiện giữa lúc hầu như là không có bất kỳ chuyến bay thương mại nào bay qua thủ đô Bắc Kinh vào hôm thứ Bảy tuần trước. Và với các báo cáo chưa được xác minh cho biết tất cả các chuyến bay, chuyến tàu và xe buýt cũng đang bị hủy bỏ, không được đến thủ đô Bắc Kinh. Trang web của sân bay thủ đô Bắc Kinh cho thấy một số chuyến bay ra khỏi thủ đô của Trung Quốc đã bị hủy bỏ, nhưng nhiều chuyến khác thì vẫn được lên lịch hoặc đã hạ cánh. Cũng có báo cáo cho rằng các chuyến bay đã bị hủy bỏ trong bối cảnh có một cuộc tập trận quân sự đã được lên kế hoạch.
Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng Twitter cũng cho thấy một đoàn xe quân sự dài tới 80 km đang tiến vào thủ đô Bắc Kinh giữa lúc có những loan báo về một cuộc đảo chính quân sự vào ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên, đoạn video dài chưa đầy một phút nên không cho thấy đoàn xe quân sự có kéo dài tới 80 km thật hay là không, và người ta không xác nhận nó được quay khi nào hoặc là ở đâu, hoặc đoàn xe đang tiến vào Bắc Kinh như là một phần của cuộc đảo chính quân sự. Tin đồn cũng được thúc đẩy bởi chính trị gia Ấn Độ Subramanian Swamy, người đã tweet cho 10 triệu người theo dõi mình vào hôm thứ Bảy tuần trước. Tin đồn mới cần được kiểm tra và có phải Tập Cận Bình đang bị quản thúc tại Bắc Kinh hay là không. Khi mà Tập ở Samarkand gần đây thì các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đã loại Tập Cận Bình ra khỏi quân ủy trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó bị quản thúc tại gia. Trong một loạt tweet, Drew Thompson, cựu quan chức quốc phòng phụ trách về Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ, đã mô tả những tin đồn là hoàn toàn sai sự thật. Tin đồn rằng Tập Cận Bình bị bắt thu hút sự quan tâm của mọi người vì đây là thời điểm chính trị nhạy cảm ở xứ Cộng sản Trung Quốc, và các vụ xét xử và kết án gần đây đối với các quan chức cấp cao đã tạo ra một bầu không khí phức tạp, Thompson viết. Cuộc thảo luận cởi mở của giới chống đối Tập khiến cho những tin đồn trở nên chính đáng, mặc dù thì thiếu chứng cứ cho thấy rằng Tập Cận Bình phải đối mặt với sự phản đối nội bộ, nhưng suy đoán vẫn đang tồn tại, và điều này làm tăng tính chính đáng của tin đồn, hoặc là niềm tin và hy vọng của một số người rằng Tập Cận Bình đã bị bắt giam. Frieda Gittis, một nhà báo phụ trách chuyên mục các vấn đề thế giới, và là cựu phóng viên của CNN cũng bác bỏ những tin đồn thất thiệt đến từ Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông xã hội xôn xao với tuyên bố rằng đã có một cuộc đảo chính ở Trung Quốc, rằng Tập Cận Bình đang bị quản thúc tại gia, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy điều này là sự thật. Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây có mặt tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Samarkand, Uzbekistan, nơi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao giới nghệ sĩ không mặn mà làm từ thiện trong mùa bão lũ năm nay? Năm nào miền Trung cũng gánh chịu mưa lũ. Vào những tháng cuối năm, giới nghệ sĩ hầu hết ở miền Nam đều có những người đứng ra kêu gọi từ thiện giúp nạn nhân bị bão lũ. Nổi bật có thể kể đến ca sĩ Thủy Tiên với cả 100 tỷ quyên góp năm 2020, MC Phan Anh năm 2016 với hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra thì còn có các nghệ sĩ như là Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành được dư luận biết đến rộng rãi chuyện quyên tiền từ thiện sau những video clip của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo họ ăn chặn từ thiện vào năm ngoái. Sau đó nghệ sĩ Hoài Linh thừa nhận đã chậm giải ngân số tiền 14 tỷ đồng mà vào năm 2020 đã kêu gọi để mà hỗ trợ cho người dân miền Trung. MC Trấn Thành thì đăng tải toàn bộ sao kê tài khoản ngân hàng lên Google Drive liên quan đến kêu gọi từ thiện trước đó. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Phương Hằng do có những lời lẽ mang tính xúc phạm gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân quanh chuyện quyên tiền từ thiện. Từ những lùm xùm như vậy, cách đây đúng một năm, ngày 29 tháng 9 năm 2021, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho báo chí biết Công an sẽ điều tra hoạt động từ thiện nếu như thấy dấu hiệu của việc chiếm đoạt. Theo ông Sô thì đây là tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng lúc, Bộ Tài chính cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng nghị định mới về vận động tiếp nhận và phân phối sử dụng các nguồn đóng góp từ thiện. Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2021/NĐ-CP về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh, sự cố hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Điều 17 Nghị định này cho phép cá nhân kêu gọi từ thiện nhưng phải có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận đối với tiền, địa điểm tiếp nhận đối với hiện vật, thời gian cam kết phân phối, đồng thời thì gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Nghị định này được cho là đã khắc phục được hạn chế của Nghị định 64/2008/NĐ-CP vốn chỉ ghi nhận quyền vận động quyên góp từ thiện của các tổ chức như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ các cấp ở địa phương và một số tổ chức đơn vị
ở Trung ương. Nghị định 64/2008/NDCP nhấn mạnh không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ. Nếu vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Cộng sản Việt Nam. Tuy nghị định mới đã rộng mở hơn nhưng lại vắng bóng nghệ sĩ đứng ra quyên góp giúp nạn nhân bão lũ miền Trung vừa hứng chịu cơn bão số 4, bão Noru. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận định nguyên nhân sáng ngày 29 tháng 9 năm 2022 rằng cái thứ nhất là sức dân ở trong Nam đã bị kiệt quệ sau đợt chống dịch như là chống giặc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hồi năm ngoái. Từ đó dẫn đến cái thứ hai là tình nghĩa đồng bào bị mài mòn, nhẫn nhụi và từ cách ứng xử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gây ra sự chia rẽ trầm trọng trong dân chúng. Vì vậy, nó dẫn tới cái thứ ba là lòng dân trong này có thể nói là rất rã rời bởi công ăn việc làm hiện nay rất khó khăn cùng với nền kinh tế lạm phát thấy rõ. Cái thứ tư là uy tín của nghệ sĩ gần như là không còn sau đụng độ với Nguyễn Phương Hằng hồi năm ngoái. Dù sau đó thì phía công an đã xác định sự trong sáng của họ nhưng sự xác định này nó không cứu vãn nổi danh dự của họ. Bây giờ nếu như mà giới nghệ sĩ nói chung mà đứng ra kêu gọi từ thiện thì họ cũng cầm chắc sự thất bại thảm hại. Trong hiện tình thất bại của việc kêu gọi cứu trợ nói riêng cũng như là cái quan trọng nhất mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bấy lâu nay luôn đeo đuổi là đại đoàn kết dân tộc, thì sự thất bại hoàn toàn đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm toàn diện và liên tục. Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp cho quỹ từ thiện của bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss Grand Việt Nam để mà giúp đỡ các tỉnh miền Trung. Chỉ một ngày sau cô ngừng đưa thông tin kêu gọi quyên góp. Nhiều người góp ý kiến trên báo chí rằng Thùy Tiên nên kêu gọi quyên góp cho các tổ chức nhà nước thay vì tài khoản cá nhân. Trên trang Facebook cá nhân, bà Phạm Kim Dung viết: "Chúng tôi đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh để cùng thực hiện. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến nhận bảng tổng số tiền đóng góp tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Miss Grand Việt Nam 2022. Và nhiều năm qua thì người dân dường như là không tin tưởng đóng góp từ thiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay là chữ thập đỏ. Đó là lý do họ đóng góp cho các nghệ sĩ là những người được công chúng biết đến. Tuy nhiên thì mùa bão lũ năm nay lại không thấy nghệ sĩ nào đứng ra quyên góp." Luật sư Đặng Đình Mạnh lý giải sáng 29 tháng 9 năm 2022 rằng không phải vì những quy định của nhà nước đâu mà là do những lần trước những người trong giới nghệ sĩ làm tai tiếng quá. Cho nên bây giờ công chúng không còn tin cậy họ và có thể đứng ra kêu gọi từ thiện nữa. Đó là lý do giới nghệ sĩ không kêu gọi từ thiện nữa. Nghị định cũ, Nghị định 64/2008 đưa đến sự hiểu nhầm là không cho phép cá nhân đứng ra làm từ thiện dẫn đến hạn chế việc làm từ thiện. Nghị định mới, Nghị định 93/2021 đã sửa đổi và giúp cho việc làm từ thiện dễ dàng hơn. Còn Mặt trận Tổ quốc thì có vẻ như là công chúng không tin cậy lắm sau một số việc không minh bạch của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thường thì những người giúp đỡ gửi đến cho một cây tre thì khi đến tay người cần giúp đỡ chỉ được cột một cây tăm. Còn nguyên cây tre là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đớp sạch. Vì vậy mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có vẻ như là không còn ai tin tưởng và gửi gắm vào đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam có xứng đáng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay là không? Hà Nội cho rằng có tổ chức cá nhân tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo là thiếu thiện chí, lợi dụng chống phá ngăn cản Việt Nam đại diện cho ASEAN ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Các nhà hoạt động nhân quyền nói gì về tuyên bố này của Chính phủ Cộng sản Việt Nam? Trả lời hôm 30 tháng 9 từ Đức Quốc, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho RFA biết một cựu tù nhân chính trị cho biết rằng Việt Nam đã từng trúng cử một nhiệm kỳ Hội đồng Nhân quyền 2014-2016, nhưng đó họ không tái cử và do năm 2015 và 2016 Việt Nam vi phạm nhân quyền nhiều quá nên không dám ra tái cử. Tuy nhiên thì ông cho rằng lần này Việt Nam cũng không xứng đáng ứng cử vì tình trạng đàn áp nhân quyền tồi tệ. Ông nói tiếp,
Việt Nam trong 4 năm trở lại đây thì bắt giữ rất nhiều những người bất đồng chính kiến và những người thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, và hiện có khoảng 100 người đã bị bắt và đang bị cầm tù. Những người đó dùng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình để vạch rõ những sai phạm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong vấn đề tham nhũng, vi phạm nhân quyền và những vấn đề bất cập khác, chứ không có một ai chống đối cả. Họ chỉ nêu những vấn đề bình thường của xã hội và những điều đó hoàn toàn đúng sự thật. Phần lớn họ chỉ bình luận, phân tích những vấn đề đã được báo chí nhà nước nêu lên, chứ họ không lấy những thông tin ở đâu đó hay những thông tin không chính xác về nhà nước Cộng sản Việt Nam. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền là một sự sắp xếp, dàn xếp của các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho nên chắc chắn họ sẽ trúng cử, vì khu vực châu Á chỉ đưa ra đủ số ứng cử viên tham gia Hội đồng Nhân quyền và họ không đưa ra số dư, cho nên việc Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền là gần như là chắc chắn, dù số phiếu không được cao như năm 2014, khi đó Việt Nam được số phiếu gần như là cao nhất. Năm nay, luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng Việt Nam sẽ có vừa đủ số phiếu để là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông Đài nói tiếp, nếu Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền là một tin rất xấu, nó sẽ làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiêu ngạo hơn và họ sẽ gia tăng đàn áp nhân quyền trong nước. Việc họ trúng cử sẽ không giúp ích cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong những năm vừa qua. Và đây là một điều không vui, bởi vì trong chế độ độc tài họ thường tìm mọi cách để lọt vào các cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền, để mà dùng cái đó tuyên truyền cho người dân trong nước rằng việc người trong nước tố cáo họ vi phạm nhân quyền hay tố cáo với cộng đồng quốc tế về họ là không chính xác, đó là một điều không tốt. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, Tổ chức Cứu Người Vượt Biển, thì Việt Nam có triển vọng thấp để mà đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trên trang thông tin chính thức BPSOS, tiến sĩ Thắng cho biết có 29 tổ chức và 10 cá nhân đã ký thư chung do BPSOS khởi xướng kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên minh Quốc tế Tự do Tôn giáo hay Niềm tin nêu vấn đề này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 10 năm 2022. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc United Nations Human Rights Council là một tổ chức thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổ chức này được ra đời ngày 15 tháng 3 năm 2006. Báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới trong năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 12 tháng 4 năm 2022 cho biết Việt Nam là một quốc gia độc tài, một đảng cầm quyền và là cuộc bầu cử quốc hội không tự do cũng không công bằng, có sự cạnh tranh hạn chế giữa các ứng cử viên do Đảng Cộng sản xét duyệt kỹ. Theo báo cáo, công dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ của họ một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chính phủ tham nhũng nghiêm trọng và có những hạn chế đáng kể đối với quyền tự do hiệp hội của người lao động. Ngoài ra thì trong báo cáo còn nêu rõ những vấn đề nghiêm trọng đối với tính độc lập của cơ quan pháp luật của Việt Nam và can thiệp tự tiện hoặc là bất hợp pháp và quyền riêng tư, hạn chế nghiêm trọng đối với tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông, bao gồm có việc bắt giữ và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, kiểm duyệt và các luật về tội phỉ báng, hạn chế nghiêm trọng về tự do Internet, can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp hòa bình và tự do hiệp hội, hạn chế quyền tự do đi lại, bao gồm cả lệnh cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động. Đại diện EU tại đối thoại nhân quyền Việt Nam EU vào tháng 4 năm 2022 cho rằng các quy định trong luật tín ngưỡng tôn giáo của Cộng sản Việt Nam hạn chế việc đăng ký điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. EU cũng bày tỏ quan ngại về việc tín đồ Tin lành của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị hạn chế hoạt động. Tuy nhiên, báo chí nhà nước Việt Nam lại cho rằng thông tin mà Hoa Kỳ và EU nêu lên là sai lệch, thiếu khách quan về vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo, do sử dụng thông tin của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho là phản động lưu vong chống phá Việt Nam như Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, người từng công tác tại tạp chí Cộng sản từ Việt Nam hôm 30 tháng 9 nhận định rằng nhà cầm quyền luôn nói họ không vi phạm nhân quyền nhưng trên thực tế thì vi phạm rất nhiều và tất cả những nhà quan sát, những người đấu tranh bị đàn áp đã lên tiếng cho thế giới biết sự thật ở Việt Nam là như thế nào. Khi đó, thế giới căn cứ vào các tiêu chuẩn nhân quyền
Nếu xác định Việt Nam vi phạm thì vị trí ứng cử của Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Đây là thực tế chắc chắn sẽ diễn ra. Vì sự vi phạm liên tục và có hệ thống đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ bảo là chống phá. Còn những người nói lên sự thật thì họ nói là sự thật. Quốc tế phải căn cứ vào tiêu chuẩn nhân quyền của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã ký kết thì mới có thể xác định được là có vi phạm hay không. Với sự hỗ trợ của khoa Nhật nhân quyền quốc tế thuộc trường luật Berkeley, Đại học California, Hoa Kỳ, tám tổ chức nhân quyền vào ngày 13 tháng 9 năm 2022 đã gửi thư chung cho đại diện thường trực của các quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi không nên bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền với lý do cho rằng Việt Nam là một quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và triền miên, không tuân thủ các cam kết, có thành tích hợp tác kém với Hội đồng Nhân quyền. Văn phòng luật sư Vũ Đức Khanh tại Ottawa, Canada hôm 22 tháng 2 năm 2021 đã thông cáo về việc Việt Nam đại diện ASEAN ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền của Việt Nam trong 10 năm gần đây. Những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam trong 10 năm gần đây rất đáng quan ngại và chính phủ Việt Nam không ngừng hình sự hóa các hoạt động biểu đạt chính trị và bóp nghẹt tiếng nói của người dân và thẳng tay đàn áp các nhà báo độc lập và những người bất đồng chứng kiến. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, thiết lập cơ chế đối thoại nhân quyền, ví dụ như đài quan sát nhân quyền Việt Nam giữa nhà nước và xã hội dân sự, luật sư Vũ Đức Khanh nói với RFA qua tin nhắn vào thời điểm đó. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng, khi mà trả lời liên quan đến vấn đề này từ Hà Nội vào lúc Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 cho rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam thường xuyên chống đối nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Họ vu cáo những người đã thực hiện tự do ngôn luận là vi phạm pháp luật, phạm tội chống phá nhà nước, đã bắt người ta chịu những án tù rất nặng. Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền khóa 2014-2016 với mục đích chính là để tuyên truyền lừa bịp rằng họ thực sự tôn trọng nhân quyền và rất mong muốn đóng góp cho hoạt động vì nhân quyền. Họ đã che giấu rất kín mục đích tuyên truyền, đã lừa được nhiều người ở trong nước và trên toàn thế giới nhẹ dạ cả tin vào những lời hoa mỹ của họ. Gần đây, sự đàn áp nhân quyền ở Việt Nam càng tăng và bị vạch mặt, bị lên án ở nhiều nơi. Chuyện Việt Nam lại đang vận động để mà gia nhập Hội đồng Nhân quyền khóa 2023-2025. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, có lẽ mục đích chính của họ lần này cũng là để tuyên truyền lừa bịp, nhưng họ vẫn sẽ che giấu mục đích đó và phô trương những khẩu hiệu vì nhân quyền. Giáo sư Cống cho rằng, những người thực tâm đấu tranh cho nhân quyền và tiến bộ xã hội không lạ gì thủ đoạn của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất. Và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.